Đài truyền hình SET trân trọng thông báo khán thính giả và quý thân chủ quảng cáo. SET đang phát hình trên KJLA 57.4, Galaxy 19, Uno IP TV, SET website, YouTube channel và Facebook. Ngoài ra, SET còn phát hình trên SET TV app. Quý vị cũng có thể nghe chương trình của đài hoàn toàn miễn phí bằng cách bấm số 641-793-8136, USA T-Mobile 360-398-4449, Úc Châu 0280-805135. Thân chủ quảng cáo cần quảng bá thương hiệu khắp 50 tiểu bang và thế giới. Xin liên lạc với SET qua số điện thoại 714-868-6876 hoặc gửi email về địa chỉ info@settv574.com để biết thêm chi tiết. Dù ai đi ngược về xuôi cũng phải ghé qua chợ Tam Biên với các món ăn thuần Việt ngon tươi mỗi ngày. Hai địa điểm dễ nhớ trên đường Bô Sa và Brookhurst on sale mỗi ngày. Hãy liên lạc ngay 714-548-4993 hoặc 714-636-2222. On sale lòng dồi 6.50 nay còn 5.99, chả chiên 5.25 nay còn 4.50, chả cá sống một phao 8.50 nay còn 7.50. Từ ngày 10 tháng 7 cho đến ngày 23 tháng 7, nhanh lên bà con ơi. Quý xin kính chào quý vị đến với chương trình Home Shopping tìm lại tuổi xuân trên làn sóng 57.4 Saigon Entertainment Television và trên Galaxy 19 50 tiểu bang cũng như trên hệ thống Uno IPTV. Kính chúc quý vị nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, nhiều bình an, nhiều hạnh phúc và nhiều quà tặng trong ngày hôm nay. Và chắc chắn là trong ngày hôm nay sẽ có nhiều quà tặng cho quý vị. Và quà tặng đó là gì thì lát nữa đây sau lời chào của Thái Nhật thì Thanh Thúy sẽ bật mí cho quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ có quà tặng gì nha? Nhớ giữ làn sóng cho đến giây phút cuối cùng nha quý vị nha. Xin chào bé Thái Nhật. Xin chào bé Thanh Thúy. Xin chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Tìm lại tuổi xuân trên làn sóng của đài SET. Phải gọi Thúy bằng bé là bởi vì Thúy là chị nhưng mà lúc nào cũng nhõng nhẽo với Nhật hết á. Trước cái show hay là sau show là rất là nhõng nhẽo bởi vì làm chị mà làm em cũng phải nương theo chị bởi vì gọi là bé. Có phải hay không nữa? Quý vị thấy không nè, ai đánh đàn cho Thái Nhật hát là Thanh Thúy. Quý vị thấy là ai mà massage cho Thái Nhật cũng là chị Thanh Thúy. Và không biết là ai mà đánh phấn cho Thái Nhật, đánh phấn cushion cho Thái Nhật cũng là chị Thanh Thúy. Đúng là như vậy. Thì làm sao mà gọi là em nâng đỡ chị mới nâng đỡ em đúng không? Nhưng mà em cũng biết nịnh chị là bởi vì gọi bé cho nó trẻ thêm chút xíu, đừng muốn gì nữa. Nhưng mà hôm nay gặp lại quý vị thì rất là vui. Trong ngày thứ ba này chúng ta cũng sẽ có nhiều cái promotion đặc biệt và chúng ta sẽ chia sẻ về những cái sản phẩm mà thiết thực cho đời sống của chúng ta về sức khỏe cũng như là cho làn da và mái tóc. Hy vọng rằng quý vị cũng sẽ có được giây phút thoải mái khi xem chương trình này. Và trong những giây phút đầu tiên thì cho phép Thanh Thúy và Thái Nhật xin tóm tắt qua những cái công việc mà chúng tôi làm trong 2 tháng qua. Ngày hôm nay là ngày 1 tháng 8 là chọn 2 tháng. Từ gì đầu chương trình đầu tiên của mình là chương trình đúc bắt đầu từ 1 tháng 6. Cho nên là 1 tháng 8 là 2 tháng. Cho nên quý vị ơi, trong 2 tháng là Thanh Thúy và Thái Nhật và chương trình được sự ủng hộ rất nhiều từ khán giả khắp nơi từ 50 tiểu bang và chưa bao giờ thấy một cái show nào mà ngày đầu tiên đã được đón nhận rất là nồng nhiệt từ khán giả và càng ngày thì càng nhiều khán giả, số lượng viewer càng tăng khủng khiếp và quà tặng cũng tăng theo cái số lượng viewer. Đó là nhà tài trợ bắt đầu tài trợ cho chúng ta rồi và nhiều quà tặng từ các nhà tài trợ, từ các nhà quảng cáo. Chính vì thế mà trong lúc mà 2 tháng vừa qua chúng tôi cũng nhận được nhiều lời chia sẻ từ khán giả, lời khen cũng có, lời thương cũng có và ghét cũng có và yêu cũng có và giận hờn cũng có. Cho nên Thanh Thúy đại diện cho chương trình này và Thái Nhật cũng như là xin lỗi cho những vị khán giả nào đã yêu mến chương trình, đã đặt cái niềm tin vào chương trình nhưng lại có những cái sơ sót mà từ
công ty, từ chương trình, thì Thanh Thúy xin những cái lời xin lỗi đó, lời xin lỗi từ chương trình gửi đến cho quý vị. Từ vì trong 2 tháng vừa qua chúng tôi cũng đã học được nhiều kinh nghiệm để mà phục vụ cho quý vị càng tốt hơn. Thì trong 2 tháng đó thì không thể nào tránh những cái sơ sót về những vấn đề shipping, cũng như là về vấn đề mà quý vị gọi vào số điện thoại. Quý vị cũng biết là một ngày chúng tôi có hàng trăm cái số điện thoại, và chỉ cần sai sót một số thôi là có thể là các em bấm lên cái hệ thống không thấy số điện thoại quý vị, thì có thể là quý vị không nhận được cái món quà đó. Nhưng cái đó cũng là số ít thôi, không có số nhiều. Thì nhưng mà chúng tôi càng muốn giảm số lượng, dù có ít, Thanh Thúy cũng muốn làm sao là không có cái sự sai sót đó. Tại vì 100 người mà chỉ có một người mà không vui thì chương trình cũng không có muốn. Thanh Thúy muốn là, và chương trình muốn là 100% quý vị đều hài lòng, và 100 khách gọi vào, 100 khách đều hài lòng. Có phải em thấy Nhật? Dạ đúng là như vậy, là bởi vì bất cứ cái chương trình nào thì đương nhiên chúng ta phải có những cái lỗi lầm nhỏ nhỏ, sơ sót. Thì đặc biệt là cái home shopping này nó rất là quan trọng, là bởi vì khán thính giả xem chương trình này tìm niềm vui mà lại mua cái những cái sản phẩm đó. Thì nếu mà có những cái sơ sót thì đương nhiên một người, mặc dù cái sơ suất là 1% thôi, mà một người đó người ta cũng thấy người ta giận mình. Cho nên một lần nữa Thái Nhật và Thanh Thúy, nhân ngày hôm nay là đúng 2 tháng chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân đến làn sóng của đài SET, chúng tôi cũng muốn xin cảm ơn sự hưởng ứng và ủng hộ quý vị. Và bên cạnh đó chúng tôi cũng xin lỗi về những cái sơ sót mà chương trình đã làm cho quý vị không vui lòng. Chúng tôi sẽ cố gắng càng ngày càng cải thiện để cho cái show này càng vui, càng thiết thực và có một chút gì đó mang lại cái niềm sức khỏe và cũng như cái làn da mái tóc chúng ta tốt hơn. Nhưng lỗi sẽ không phải làm lỗi nữa ha. Đúng rồi. Nghĩa là không được nữa, đúng không? Đúng rồi. Có được tái phạm không? Không, nếu bị phạm là bị ăn đòn. Đó, vậy thực sự là chúng tôi biết Thanh Thúy và Thái Nhật cũng như toàn bộ nhân viên bán hàng cũng đã rút ra từ cái kinh nghiệm, và từ đây về sau thì chúng tôi sẽ làm tốt hơn để mà không có một khán giả nào mà không hài lòng. Tất cả khán giả đều hài lòng với tất cả các em bán hàng, hài lòng về chương trình cũng như tất cả các sản phẩm của chương trình. Bằng cách nào là Thanh Thúy và ekip chương trình và bên bộ phận Marketing Planner đã có cái cách để mà chúng tôi giảm tối thiểu càng tốt, cách tốt nhất để làm sao cho quý vị hài lòng đó là như thế nào. Chúng tôi có cái số điện thoại là quý vị có thể gọi ngay cho Thanh Thúy, đó là 408-604-9999. Để làm gì? Thưa quý vị, ví dụ như một khán giả gọi vào số điện thoại nói là tôi muốn pick up hàng, mà các em nhân viên hoặc là bên bộ phận nhân viên bán hàng mà không có số điện thoại của quý vị, thì quý vị hãy gọi cho Thanh Thúy. Từ mỗi ngày từ đây về sau, Thanh Thúy sẽ copy tất cả những cái danh sách số lượng quý vị gọi vào, chúng tôi sẽ copy để một cái góc riêng của Thanh Thúy, và bên bộ phận manager, bên planner sẽ giữ cái danh sách đó. Và nếu quý vị gọi vào bất cứ lúc nào mà nhân viên bán hàng nói là không có số điện thoại quý vị, thì quý vị hãy gọi cho Thanh Thúy với số sale mà Thanh Thúy nói cho quý vị là 408-604-9999. Và Thanh Thúy cũng nghĩ là quý vị nên ghi cái số điện thoại, số sale của Thanh Thúy xuống, để bất cứ lúc nào quý vị có gọi mà không có số điện thoại trong danh sách mà các em không tìm ra, thì hãy gọi cho Thanh Thúy để Thanh Thúy đối chiếu với cái list mà Thanh Thúy và Thái Nhật ghi vào. Sẽ tại sao, ví dụ quý vị cũng biết là cái 4 số cuối là 4568 mà chỉ cần ghi sai là 4658 thôi thì cũng không có hiện ra trên hệ thống. Vì thế Thanh Thúy sẽ nhìn vô cái số này có giống cái số đó thì Thanh Thúy sẽ biết là có hay không. Dạ, với lại quý vị cũng hợp tác cùng với chúng tôi một cái là khi quý vị gọi vào đó, bởi vì khi mà cái giờ mà nó cao điểm thì rất là nhiều cuộc gọi, thì cái số phone của quý vị nó sẽ không hiện lên trên cái màn hình của phone, cho nên quý vị chịu khó đọc dùm cái số phone của quý vị để chúng tôi biên xuống. Chứ khi quý vị nói nó hiện trên phone sao không ghi trong đó đi, thực sự chúng tôi không có hiện lên được. Cho nên mong quý vị giúp dùm là khi gọi vào order thì đọc luôn cái số phone để chúng tôi biên vào cái tờ giấy nó nhanh và nó gọn hơn. Dạ, thì trước khi quý vị gọi vào, quý vị cũng biết là chúng tôi ghi cái số điện thoại quý vị hiện lên trên màn hình đó. Nếu mà chỉ có 1-2 số mà gọi thì còn thấy biên cái số, còn nếu mà nhiều số gọi quá chúng tôi không thấy số, thì quý vị bị giúp là hợp tác với chương trình là nhớ số điện thoại của mình nha. Không nhớ hết full số thì nhớ 4 số cuối giùm thôi. Yeah. Và chỉ cần việc ra đây mà nếu quý vị thấy là không có số điện thoại quý vị thì hãy gọi cho cái đường hotline là số mà Thanh Thúy mới được cung cấp cho quý vị, để làm sao quý vị dù cách nào Thanh Thúy cũng sẽ giải quyết cho quý vị. Còn quý vị nào mà không có gọi mà tất nhiên là không gọi thì không có danh sách trong cái hệ thống rồi, thì cái điều đó thì chúng tôi không có giải quyết
quyết được. Nhưng nếu vì có gọi là chắc chắn là sẽ có. Mong rằng cái vấn đề mà sơ sót nhỏ này từ đây sẽ không có xảy ra trong chương trình kế tiếp nữa. Hứa rồi nha. Hứa rồi, không tái phạm nữa đâu. Không tái nếu phạm mà nữa. Có gì sơ sót nữa thì quý vị cứ gặp chị Thúy mà đánh đòn. Nếu quý vị nào mà nếu mà chúng tôi tái phạm thì quý vị cũng vui lòng tha thứ cho Thái Nhật. Và Thúy nữa. Thúy rất là khổ. Rồi nãy giờ chúng ta cũng nói một đôi lời chân tình đến với khán giả để khán giả thông cảm về những cái sơ sót của chúng ta rồi. Thì cũng xin giới thiệu vui vui một chút cái chương trình văn nghệ vào cuối tuần này. Nếu quý vị nào mà ở vùng quận Cam thì xin quý vị nào yêu nhạc hãy đến hội quán Lạc Cầm vào ngày thứ bảy và chủ nhật này, hai đêm luôn. Sẽ có đêm nhạc của nam ca sĩ Trần Thái Hòa và nữ ca sĩ Lệ Thu với chủ đề là Tìm Nhau. Đây là một show nhạc rất là đặc biệt bởi lần đầu tiên ở quận Cam chúng ta trong không khí Lạc Cầm kết hợp hai giọng ca này. Được biết là cái show ngày chủ nhật cũng một số khán giả đã ủng hộ, và quý vị nào mà muốn có thêm được những cái chỗ ngồi tốt, quý vị hãy liên lạc với hội quán Lạc Cầm để có ngay cái chỗ ngồi tốt vào ngày thứ bảy và ngày chủ nhật. Đêm nhạc Tìm Nhau. Dạ, và bên cạnh đó, đó là cái show nhạc của Thái Nhật. Nếu quý vị nào muốn ủng hộ hay ủng hộ cho em, đồng thời là sponsor cho chương trình của Jimmy Thái Nhật, quý vị nha. Quý vị biết không, cái chương trình Jimmy Thái Nhật, Thanh Thúy ngạc nhiên là quá là tuyệt vời. Từ vì em lựa chọn những cái khách mời mà Thanh Thúy cũng không ngờ em có thể là mời tất cả những cái ca sĩ mà ngày xưa, rất là xưa, lâu lắm rồi mà em có thể biết được tiểu sử của các ca sĩ là quá giỏi. Dạ, bởi vì cho em 10 điểm. Cảm ơn chị. Thực sự nếu mà nói về talk show phỏng vấn nhiều người đó thì bây giờ đài nào cũng có, chương trình nào cũng có làm, nhưng mà Nhật muốn như cái chương trình The Jimmy Show giống như là một cái tài liệu vậy đó. Chúng ta tìm về với những tiếng hát mà đã lâu chúng ta không gặp, như sắp tới đây chúng ta sẽ phỏng vấn nữ ca sĩ Lê Uyên, phỏng vấn nam ca sĩ Bùi Thiện. Quý vị còn nhớ nam ca sĩ Bùi Thiện thường song ca với cô Sơn Ca, thì 20 mấy năm rồi chú không trở lại, thì trong cái show của The Jimmy Show trong những ngày tới sẽ có cái cuộc trò chuyện tâm tình với nam ca sĩ Bùi Thiện, quý vị nhớ đón xem. Dạ, và ngoài ra quý vị có thể sponsor cho chương trình của Jimmy Show vào số điện thoại 801-916-2745. Hoặc là gọi cho Thanh Thúy, quý vị cần một số cũng được, là 408-604-9999. Gọi cho Thanh Thúy đi để Thanh Thúy có commission từ Thái Nhật. Không dễ sợ. Hoặc là quý vị có thể tài trợ cho chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân cũng là 500 đồng một tháng. Nếu mà quý vị tài trợ cùng hai lúc cái show như vậy, chắc chắn sẽ có giá đặc biệt. Hoặc gọi vào ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ giảm 100 đồng cho mỗi show nhớ quý vị nha. 408-604-9999. Các nhà tài trợ nào muốn tài trợ qua cho các vị khán giả yêu thương của chương trình, hãy gọi số 408-604-9999. Đó là số may mắn mà Thanh Thúy mang may mắn cho tất cả mọi người đấy quý vị ơi. Quý vị tài trợ đi quý vị, cái số lượng viewer rất là nhiều và quý vị sẽ gặp nhiều may mắn. Thực lúc đó là mình sẽ có sản phẩm quý vị sẽ thành công hơn nè, được nhiều người biết hơn trong cộng đồng của mình. Thôi bây giờ trở lại qua của quý vị khán giả, có lẽ là khán giả đang chờ đợi rất là mệt mỏi. Tại vì cho phép chúng tôi là nói vài 5-10 phút. Năm mười phút để mà chúng tôi nói về cái sơ sót cũng như là công việc của chúng tôi trong 2 tháng vừa qua để làm sao phục vụ cho quý vị tốt nhất. Và ngoài ra là hôm nay chúng ta có nhà tài trợ của ai, đó là chợ Tam Biên và Prosper nhớ quý vị nha. Chợ Tam Biên thì số điện thoại quý vị có thể là gọi vào số 714-548-4933, 714-548-4933, địa chỉ là 9550 Busa Avenue và thành phố Westminster, Cali 92683. Và chúng tôi cần nhiều nhà tài trợ hơn, và Thanh Thúy chỉ cần quý vị giúp cho Thanh Thúy là trả tiền shipping nếu số lượng quà quá nhiều. Nếu quý vị không hỗ trợ chúng tôi trả tiền shipping thì Thanh Thúy không dám xin thêm nhà tài trợ. Tại vì nếu càng xin nhiều thì chúng tôi phải trả cái tiền shipping thì quá là không có fair cho chương trình nữa, thì Thanh Thúy sẽ càng ngày càng rụt rè, không dám xin quá nhiều. Cho nên mong rằng quý vị hỗ trợ tiền shipping nhiều, quà tặng chắc chắn sẽ nhiều hơn, là giá trị nhiều hơn so với tiền mà shipping quý vị trả vào. Và hôm nay quà tặng đó là gì? Dạ, quà tặng đó là gì? Đó là 5 chai đầu tiên của Dr. J. Cái kem dưỡng da mắt quý vị cũng là tạm thời. Quý vị chỉ cần đánh một chút xíu thôi vị, một cái block nhỏ như vậy nè, 135 đồng nhớ vị nha. 135 đồng một cái hũ này, Thanh thấy lấy hũ mới luôn á. Cho nên lấy không có ra từ gì hũ mới. Thì quý vị chỉ cần một cái spot nhỏ như vậy thôi, đánh vào ở khóe mắt quý vị sẽ thấy là trong mấy giây đầu tiên nó sẽ căng.
căng cái mắt ra và không có để, nghĩa là quý vị nào, các cô nào mà có vết nhăn đó thì nó sẽ làm căng, không còn vết nhăn tạm thời. Nhưng mà chưa tạm thời, nếu quý vị sử dụng mỗi ngày thì nó sẽ mất cái vết nhăn đó luôn. Cái đó là kem kỳ diệu, kem mắt kỳ diệu. Đúng rồi chị, bởi vì em có nghe nói là chúng ta nên dưỡng cái mắt của chúng ta là ngay từ khoảng 30 bắt đầu phải dưỡng rồi. Bởi vì khi về già là có dễ bị bọng mắt, là bị cái mắt bị quầm, quầm thâm đó. Thì đây là cái sản phẩm mà 5 món quà đầu tiên chúng tôi tặng cho quý vị để order trong ngày hôm nay. Dạ. Kem dưỡng da mắt. Kem dưỡng da mắt của Dr. J nha quý vị ơi, là 135 đồng, không ngờ là mình 150 đồng, 150 đồng. Đây là cái sản phẩm mà Thanh Thúy rất là yêu thích và nhiều khán giả yêu thích. Tại vì nó làm giảm vết nhăn tạm thời, nhưng cũng quý vị sử dụng mỗi ngày thì nó dưỡng da mắt cho quý vị nha. Dưỡng da, những cái vết nhăn nó sẽ không còn nữa. Nhưng quý vị đi ăn tiệc á, quý vị sợ là có những cái vết nhăn đánh phấn không có đẹp, quý vị sử dụng thì trong vòng vài second, vài phút thì nó sẽ căng, không còn thấy vết nhăn nữa. Trong quý vị trẻ tuổi hơn rất là nhiều. Và bây giờ thì quý vị mua gì, có quà tặng gì, Thanh Thúy đếm nha. Một cái món này cho 5 người đầu tiên. Và 5, 6, 7, 8 là 5 món, 6 món, 7 món, 8 món, 9 món tổng cộng. Mình có 9 món quà, đó là bộ dầu gội Argan Midas. Gồm có 4 món, 4 trong món. Đó là dầu gội, dầu xả, tinh dầu, dầu và cũng như là cái đồ ủ tóc. Là 4 món rồi, là nguyên một bộ đó tặng cho quý vị. Rồi có cà phê của G20. Dạ. Lát nữa thì Thanh Thúy sẽ nói về cái cà phê tuyệt vời, khác biệt với cà phê khác. Uống ngon lắm, ba mẹ Thanh Thúy mê, mê. Cà phê kỳ diệu. Cà phê kỳ diệu. Và thứ hai là 5 cái mặt nạ, 5 miếng mặt nạ đủ loại cho quý vị nha. 5 miếng mặt nạ và có sữa rửa mặt và các kem dưỡng da tay của từ Hàn Quốc. Và một cái món này thôi là đủ quý vị lấy lại vốn rồi, 150 đồng. Wow. Khi quý vị mua một hộp xăm viên nhé vị, gồm có 2 hộp là 250 đồng. Hoặc là đông trùng hạ thảo 90 viên là 200 đồng. Hoặc là Fucoden 260 đồng nhé vị nha. Yoho Fucoden. Yoho Fucoden 260 đồng, 120 viên quý vị nhé. Rồi sau đó thì Thanh Thúy sẽ bắt điện thoại. Bây giờ chúng ta mở điện thoại, rồi Thanh Thúy sẽ nói từng món quà sẽ như thế nào cho quý vị. 1, 2, 3 bắt đầu bắt điện thoại nha. Nãy giờ khán giả nó cũng gọi rất là nhiều rồi. Mình gọi tối đa luôn. Vậy là hôm nay chúng ta có 3 sản phẩm mà có nhiều promotion. Đó là cái xâm viên, xâm viên 2 hộp mà với trị giá là 250 đồng. Dạ. Xin chào 626. Hello. Hello. Dạ, chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân, xin chào chị ạ. Hôm nay mình mua gì được tặng chị ạ? Dạ, hôm nay tụi em có xâm viên. Chị mua 2 hộp 250 đồng thì sẽ được tặng tới 9 món 2 set. 2 set đó. 2 set là 6 chai, 6 chai. 2 set là 6 chai đó chị. Ngoài dạ, ngoài xâm mình còn cái gì mua được tặng không? Dạ có đông trùng hạ thảo đó chị, 90 viên 200 đồng. Được tặng thêm một 30 viên. Dạ. Yeah. Với cái cuối là cái Fucoden. Yoho Fucoden mà cái loại mà Nhật Bản hải dược đó chị. Hôm nay chúng tôi cũng tặng quà cho chị. Đông trùng hạ thảo chị được tặng ngay một cái hộp 30 viên. Được tặng 40 viên. Dạ chị không biết có mua cái Yoho hay là đông trùng hạ thảo hôm nay không? Một chai nghệ, 5 cái mặt nạ, một cái cà phê, một cái hand cream, một cái sữa rửa mặt. Dầu gội thì hôm nay tụi em không có bán mà tụi em tặng. Cho 5 người đầu tiên một cái kem dưỡng da mắt tặng người da mắt tạm thời nha. Dạ, Yoho Fucoden 120 đồng là 260 nha chị. Bộ dầu gội là chị mua 120 viên là 260. Dạ. 2 hộp xâm viên 120 đồng. Nhưng mà chị được một cái 120 viên 260 đồng. Em xin lỗi. 260 đồng. Dạ. Ok, công xâm của mình là xâm chị được 40 viên đông trùng hạ thảo thì tổng cộng chỉ có 130. Dạ đúng rồi, hôm nay tụi em có xâm viên. Có xâm viên only thôi. Dạ chính xác. 2 3 4 5 6 7 8 món. Em lấy chị một phần. Dạ, dịp chị muốn lấy phần nào ạ? À? 8 món chị, 8 đông món. Đông trùng hạ thảo đi, chứ cần xâm viên. Lấy xâm khác được không? Dạ không ạ, hôm nay tụi em chỉ có bán xâm viên thôi. Ok, vậy đông trùng hạ thảo. Đông trùng hạ thảo ha. Rồi, em cảm ơn chị nhiều lắm. Số mấy rồi? Dạ. Dạ. Rồi. Rồi rồi, rồi. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, bên em sẽ gọi lại cho chị nha. Rồi em cảm ơn chị. Thanh Thúy xin nhắc quý vị mua đông trùng hạ thảo quý vị hôm nay, quý vị được tặng thì bình thường quý vị được tặng là 30 viên, hôm nay được tặng 40 viên nhé quý vị nhé. Hôm nay được tặng 40 viên và được tặng đi một hộp dầu con tê giác là 6 chai dầu trong đó. Cho chị cái hộp dầu con tê giác đi em, đây nè.
sáu chai dầu trong đó quý vị ơi, tuyệt vời lắm, công nghệ nano và còn được tặng một hộp nghệ 90 viên USDA công organic cho quý vị nha, và năm cái hộp, năm miếng mặt nạ quý vị có thể chọn lựa tùy nhiều loại, và được thêm một cái hộp cà phê có 20 gói cà phê, sữa cà phê vị G20, và được tặng thêm sữa rửa mặt và kem dưỡng da tay, và đặc biệt là cái kem dưỡng da mắt quý vị là 150 đồng của Dr. J giúp cho những cái vết nhăn không còn nữa nha. Tổng cộng là mình có 8 món khi mua đông trùng hạ thảo special, và Thanh Thúy xin quý vị cùng coi đông trùng hạ thảo special. Đại diện có chú Nguyễn Ngọc Ngạn, hiện giờ là đại diện của đông trùng hạ thảo special, thì có thể mời kỹ thuật cho Thanh Thúy coi cái hình mà đông trùng hạ thảo special. Và bữa giờ quý vị cũng muốn cho Thanh Thúy muốn hỏi là cái đông trùng hạ thảo xuất xứ từ đâu, thì đó là từ công ty US Nutrilab, và chú Nguyễn Ngọc Ngạn, quý vị cũng biết MC Nguyễn Ngọc Ngạn là đại diện cho sản phẩm của chúng tôi, và chúng tôi có tất cả các license mà cần thiết. Hello, xin chào 714. Dạ. Yeah. Hello. Có phải là đông trùng đang bán TV không? Dạ đúng rồi ạ. Hôm nay nếu mà cô mua cái đông trùng hạ thảo thì sẽ được tặng 8 món quà với thêm một cái mắt. Cô mua đông trùng hạ thảo đỏ đó cháu. Dạ ok cô. Hello, cô số phone của cô cuối là số mấy ạ? Dạ. Số phone của cô là 714. Dạ. Cô mua cái gì cô ha? 6166 ạ. Cô mua cái gì? 5906166 phải không cô? Cô mua gì ngày hôm nay? À đúng rồi. Dầu gọi tôi con của cô. Dầu gọi lát tôi con sẽ gọi lại nha, tôi mua hôm nay mua dầu đỏ đó thì cô được 8 món quà và thêm một cái bên con sẽ gọi lại cho cô đó nha. Cô có biết là tiệm Lục Đỉnh Ký tập 1 mua xăm viên, hai hộp xăm viên 250 đồng Tây Hồ đó. Hoặc là mua phu cô đen thì cô được tặng một bộ dầu gọi nha. Dạ. Dạ. Có phải là bộ xe cái chú mà hồi xưa. Vậy thì lát bên con sẽ gọi lại cho cô, bên con sẽ gọi lại. Đúng rồi, đúng rồi. Kế bên văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung đó cô. Bên hả? Dạ đúng rồi. Mở cửa sao cháu, mở cửa sao? Dạ từ 9 giờ sáng tới 7 giờ tối nha cô. Ngày nào cũng mở cháu. Từ thứ hai tới chủ nhật luôn cô. Nhưng mà bây giờ ví dụ như cô chưa có phương tiện đi thì chủ nhật cô ra lấy được không cháu? Dạ được thưa cô. Rồi, cảm ơn cô nha. Cô ra cô đọc số phone giùm cho tụi con nha. Tụi con sẽ bán theo promotion hôm nay. Cô ra cô đọc số phone này có phải là 200 đồng không cháu? Dạ đúng rồi, 200 đồng cho đông trùng hạ thảo đỏ. Thì đấy 200 đồng cho đông trùng hạ thảo đỏ thì được 8 món đấy phải không? Đúng rồi ạ, với thêm kem mắt nữa. Với lại đúng rồi 8 thì cô đang coi trên tivi, hôm nào cô gọi cũng được, hôm nay cô gọi được. Dạ. Vậy thì ấy chủ nhật cô ra lấy giùm con nha. Có thể là chiều thứ bảy cô ra cô lấy cũng được. Dạ được cô. Rồi, cảm ơn cô nha. Cảm ơn cháu nha. Dạ, bye cô. Dạ. Em có mấy người đã có kem mắt rồi? Em là có được 3 khán giả rồi. Rồi, chỉ có 1 khán giả nha, là 4 người. Còn 1 người nữa. Một người nữa. Hello, xin chào 647. Thanh Thúy xin chào 647 ạ. Hello, chào Thúy. Bữa thứ 6 chị có đợi phần cao phúc xâm á. Dạ. Thì sau đó có em là không kể phát cách. Hello, chương trình tìm lại tuổi xuân ạ. Thứ bảy chị có phone lại, không ai bắt tới ngày này chị con cũng có ai. Thì có gì em nhắn giùm lại chị. Dạ, hôm nay cô mua cái xăm viên nè, mua 2 set như vậy, 250 được tặng cái đó nè. Cái đông trùng hạ thảo đỏ nè, đông trùng hạ thảo đỏ luôn. Dạ rồi. Với lại chị nói nhận được. Với thêm cái Yoho Fukudan nữa cô. Mấy món quà nó hơi xíu rồi. Món quà dạ, bây giờ cô muốn gì muốn mua cái nào ạ? Mua xăm hay đông trùng hạ thảo? Thiếu đúng không? Thiếu gì cô à? Có gì lát bên con sẽ gọi lại nha. Bên con sẽ gọi lại cho cô nha. Đông trùng hạ thảo đỏ ha. Thưa quý vị, đó nếu quý vị bây giờ bên từ gì quý vị biết là một ngày chúng tôi có hàng trăm khách gọi lại cho chương trình, chúng tôi tặng quà tặng rất là nhiều. Mình không có em. Ok gì chị khán giả. Dạ rồi. Cho nên là người cuối quý cùng được vị nha. Nào bây giờ Thanh Thúy có cung cấp cho quý vị số hotline nếu có phàn nàn gì, thiếu gì có vấn đề gì mà không vui, cứ gọi cho số của Thanh Thúy là 408-604-9999, 408-604-9999. Quý vị có thể nói là không có thấy ai gọi lại hoặc là tại sao gửi qua lại bị thiếu thì có cho Thanh Thúy nha. Thanh Thúy sẽ giúp cho quý vị để giải quyết cho quý vị việc nó thoải mái hơn và quý vị sẽ hài lòng. Đông trùng
À, Thảo đỏ đó chú. Dạ được ạ cô. Hôm nay toàn mấy chục viên. Hôm nay thì cô mua đông trùng hạ thảo đỏ 90 viên sẽ được 40. Tặng 40 viên cho cô đó. À, 40 viên với lần một dạ. Lốt dầu phải không? Một dạ có. Cái gì nữa? Một chai nghệ 90 viên, 5 cái miếng mặt nạ nha cô. Bà mà kỳ này là nếu miếng nặng mặt nạ cô có thể chọn loại đủ thứ loại nha. Và được tặng thêm một cái hộp cà phê này uống ngon vô cùng mà còn giúp cho sức khỏe nữa. Từ vì nó có theo công nghệ mới, công nghệ sấy lạnh nha. Và kế tiếp là được hand cream và sữa rửa mặt. Và một món quà con rất là thích là một cái kem, mình hết kem dưỡng da mất rồi cô. Thì mình có một cái máy máy cắt khóm nha. Rồi mất tiêu rồi. Có thể cho thôi chị cái máy cắt khóm. Có cho một cái chai kia mà ta mất không? Dạ hết rồi cô ạ, cho 5 người đầu tiên hết rồi, hết luôn rồi. Dạ rồi, cảm ơn cô nhiều nha. Rồi cô có lấy cái đó máy cắt khóm nha cô nha, cái máy cắt khóm rất là thích à. Dạ rồi, cảm ơn cô nha. Cô lấy cái máy cắt khóm. Dạ. Rồi, con cảm ơn cô. Rồi con cô, em đi số điện thoại cô. Dạ, đi số điện thoại cô rồi. Rồi cảm ơn cô nhiều. Dạ, cảm ơn cô nhiều nha. Có thể lấy giùm chị cái máy cắt khóm lại nha, Thanh ơi. Quý vị ơi, bây giờ cái máy cắt khóm chúng ta đã mình còn đến 10 miếng, 10 máy nha quý vị nha. Hôm nay khán giả gọi vô rất là nhiều. Mình còn 10 cái máy cắt khóm, còn 5 cái chai mà dưỡng da mắt đã hết rồi. Nhưng mà Thanh Thúy có quà tặng khác mà chị em phụ nữ nội trợ rất là thích. Đó là cái máy cắt khóm. Có thể là lát nữa anh kỹ thuật sẽ cho quý vị xem cái máy cắt khóm như thế nào. Nhưng mà trước hết để làm cho tin lòng quý vị khán giả, từ quý vị đang hỏi Thanh Thúy là cái đông trùng hạ thảo Bexo này có gì đặc biệt, thì thưa quý vị nó là từ đâu, xuất xứ như thế nào, quý vị an tâm, nó là từ công ty US Nutrilab, là công ty đầu tiên mà sản xuất mà ra mắt ở cộng đồng ở Hoa Kỳ luôn, đầu tiên tại Mỹ quý vị nha. Đó là đông trùng hạ thảo Bexo, công nghệ nano từ công ty US Nutrilab, quý vị nghe rất là nhiều lần. Và chúng tôi hôm nay được tặng rất là nhiều quà tặng, quý vị mua 90 viên, quý vị được tặng thêm 40 viên nữa, tổng cộng là 130 viên. Và chương trình của chúng tôi và sản phẩm của chúng tôi không thể nào mà quý vị không thể tin tưởng, thì gì nếu mà sản phẩm mà không có uy tín, không có chất lượng, thì MC chú Nguyễn Ngọc Ngàn là một người rất là uy tín, chú không có nhận lời làm đại diện của chúng ta. Hiện giờ MC Nguyễn Ngọc Ngàn làm đại diện cho sản phẩm đông trùng hạ thảo Special. Chính vì thế là bữa giờ khán giả cũng đã gọi vô rất là nhiều và đã order chúng tôi bán rất là chạy về sản phẩm đông trùng hạ thảo Special từ trước tới giờ. Âm thầm mà bán, hiện giờ chúng tôi đã bán với số lượng rất là lớn. Khán giả đã gọi vào, đã chia sẻ họ sử dụng tốt như thế nào, thì mời quý vị cùng chia sẻ một cùng xem một cái đoạn video mà khán giả đã chia sẻ về sản phẩm này của chúng tôi. Hai con Thanh Thúy, cô Kim Anh nè, cô mua cái đông trùng hạ thảo cũng hơn 3 tuần rồi mà cô uống cô thấy rất hợp và rất thích. Thứ nhất là cô không có thèm ăn nhiều nữa, rồi cô đi trắc miêu đó. Mỗi lần cô đi có 5 hà, bây giờ cô đi được 7 ru. Rồi cô không có mệt. Với lại cô cũng chia sẻ là mấy bác lớn tuổi đó mà trước tối đi tiểu nhiều đó thì nên uống. Tại vì lúc trước cô cũng đi tiểu 2 lần, 3 lần, thì bây giờ chỉ có 1 lần 1 thôi, thì cái giấc ngủ nó cũng ăn lành hơn, thì càng ngày da nó càng đẹp. Dạ. Ở đây da mặt cô rất là đẹp ha. Dạ. Cảm ơn. Cô chỉ muốn lên đây để nhắn vài lời cho những bác nào mà cần về cái đông trùng hạ thảo mà special này nè, thì nên gặp Thanh Thúy. Dạ. Cảm ơn cô nhiều. Con thấy là cô da mặt của cô ngày hôm nay má xăng hồng hào và đẹp quá. Cô thấy là sử dụng cái này xong rồi cô thấy da mặt của cô thay đổi không? Nó ai cũng nói nó xăng rồi nó thấy nó trẻ trung ra. Một phần cũng nhờ cái phấn kỳ diệu nữa, phấn kỳ diệu của Thanh Thúy đó.
Dạ, rồi, con cảm ơn cô cảm nhiều. Chào cô. Quý vị, quý vị thấy là đó một vị khán giả đó của cô Kim Anh. Cô đã rất yêu thích sản phẩm của chương trình Home Shopping SCT. Sáng hôm nay, Thanh Thúy quay cái đoạn video đó của cô bằng iPhone của Thanh Thúy. Từ vì thấy cô đang nói trò chuyện, cô nắm tay Thanh Thúy, cô nói là cô rất là thích những cái sản phẩm của con, của SCT. Và đặc biệt là đông trùng hạ thảo, con biết không? Cô uống 30 viên luôn rồi. Từ vì con có cho cô một cái hộp 30 viên, có nghĩa là cô mua 90 viên được tặng cái hộp 30 viên. Thì cô uống, cô thấy khỏe lắm con. Bình thường á, cô hay thèm đồ ăn hay nọ. Bây giờ cô không có thèm đồ ăn nữa. Cô không có bị tăng cân nhiều như lần trước nữa. Và quý vị biết cô Kim Anh bao nhiêu tuổi không quý vị? Là hơn 70 tuổi, 70 mấy tuổi rồi đó thấy chưa? Qua 70 mấy tuổi. Mà nhìn cô thấy rất là khỏe. Trẻ. Mà da cô thì lại rất là, nhìn nó rất là phúc hậu ha. Da rất là đẹp. Mà đặc biệt hơn là chắc là có thể là vì cô sử dụng nhiều những cái dược thảo tốt cho sức khỏe. Mà đúng như hạn như đông trùng hạ thảo thì giúp cho cô như vậy cũng rất là tốt. Dạ, cô nói là bây giờ con biết là sao không? Cô không có thấy đói bụng thường xuyên. Quý vị biết tại sao? Khi mà sản phẩm mà cho quý vị đủ cái dinh dưỡng đó, đủ cái hệ miễn dịch và sức đề kháng, thì quý vị không có thiếu, thì mà không thiếu thì không có dễ đói bụng và không có thèm ăn. Chính vì thế cô nói bây giờ cô không có thèm ăn nữa. Mà đặc biệt cô tập thể dục, bây giờ tập rất là nhiều. Tập bình thường là 5 chấm thôi, 5 chấm là speed. Thanh Thúy chạy có 4 chấm thôi quý vị, mà cô chạy 5 chấm. Mà bây giờ cô chạy lên đến 7 chấm luôn. Thì cho nên á, bây giờ cô rất là khỏe, mà da cô đẹp ở ngoài quý vị còn thấy đẹp hơn nữa. Cho nên là Thanh Thúy chúc mừng cô và chúc mừng tất cả khán giả đã chọn công ty US Nutrilab, công ty đông trùng hạ thảo Special để làm một cái sản phẩm để cung cấp dinh dưỡng cũng như là sức khỏe, sức đề kháng cho quý vị. Và hôm nay quý vị mua một cái đông trùng hạ thảo 90 viên, quý vị được tặng ngay một cái đông trùng hạ thảo 40 viên, wow. Một cái hộp 30 viên và 10 viên nữa. Rất là đặc biệt trong ngày hôm nay. Mà quý vị lại được tặng thêm một cái hộp cà phê G20 mà của chúng tôi giới thiệu ngày hôm qua rồi. Khán giả cũng đã rất là thích, trong một cái gói như vậy là tới 20 cái bịch nhỏ nhỏ để cho quý vị có thể pha uống vào buổi sáng trước khi đi làm. Và đây là một cái cà phê đấy, chị phải nói thêm về cái cà phê này không? Cà phê này thì có giờ, có lát nữa thì có giờ nhiều hơn thì Thanh Thúy sẽ nói. Được tặng thêm một cái hộp dầu con tê giác cầm được máu công nghệ nano mà khán giả nào cũng yêu mến dầu này rất là nhiều nha quý vị nhé. Hôm nay mình được tặng cái này luôn và được tặng thêm 5 cái hộp, 5 cái miếng mặt nạ, 5 miếng mặt nạ mà quý vị có thể chọn lựa khác nhau nha. Và ngoài ra còn được tặng thêm một cái sữa rửa mặt và cái kem dưỡng da tay để da tay quý vị đẹp. Ngoài ra còn được tặng thêm một cái máy cắt thơm, có thể là mời anh kỹ thuật cho coi cái máy cắt thơm. Quý vị đơn giản lắm, quý vị chỉ cần một cái trái thơm và quý vị cái miếng này quý vị đụng vô cái ruột của nó, quý vị có thể lấy ra vì một cái miếng thơm để mà rất là tiện lợi cho các bà nội trợ. Chị mình nghĩ rằng là lúc mà chị Thúy nói cái từng sản phẩm ra chắc phim đã nghe được, là chắc cũng đã nhớ nhiều rồi, chắc chúng tôi không cần phải show từng hình ảnh cho quý vị xem, nó mất thời giờ lắm. Cho nên quý vị chẳng hạn những cái sản phẩm lớn như cái máy cắt khớm thì sẽ cho quý vị coi hình, còn những cái sản phẩm nhỏ nhỏ như là cà phê hay là những cái viên 30 viên hay 10 viên thì nói qua chắc quý vị cũng hình dung được. Thì đó là những cái món quà mà ngày hôm nay quý vị sẽ nhận được trong chương trình này. Với đông trùng hạ thảo 90 viên 200 đồng, quý vị sẽ được tặng 8 món quà cơ bản và bên cạnh đó là một cái máy cắt khớm rất là tiện lợi. Và ngày hôm nay thì chúng tôi còn có được biết là có bán thêm cái Yoho Fukudan Nhật Bản hải dược là chiết xuất từ hai loại tảo biển là Mekabu và Mozuku. Đây là, nếu quý vị nào mà có theo dõi trên truyền hình thì cũng biết đây là một loại Fukudan mà được nhiều người yêu mến bởi vì cái hàm lượng Fukudan cao mà lại giúp cho cơ thể của chúng ta phục hồi cái chức năng trong cái cơ thể của chúng ta sau khi mổ xẻ và hóa trị xạ trị rất là tốt. Cho nên hôm nay nếu quý vị nào mà mua cái Fukudan thì cũng sẽ có những cái chương trình rất là đặc biệt, sẽ được tặng một cái bộ dầu gội Agamidas gồm có 4 chai dầu gội, dầu xả, một chai ủ tóc và cũng như là tặng cho quý vị một cái tinh dầu. Bên cạnh đó là một hộp cà phê G20. Tiếp theo là 5 miếng mặt nạ từ công ty chúng tôi và cũng như là một cái lotion thoa tay và một cái sữa tắm và cũng như là 50 đồng cho quý vị mua nhân sâm và cũng như là một cái hũ Fukudan 260 đồng cho quý vị. Nếu quý vị mua 3 hũ, mua nếu quý vị 3 mua 3 cái 780 đồng. Quý vị Thanh Thúy nhắc lại vậy nha, quý vị mua một cái hũ Fukudan 260 đồng là 120 viên trong đây. Quý vị sẽ được quà tặng gồm có 4 5 6 7 8 9 món quà và 10 món quà, thêm một món quà nữa là một cái máy cắt khớm là 10 món quà tổng cộng. Đầu tiên là được một bộ dầu gội Argan Midas. Bộ dầu gội Argan Midas này nó chiết xuất từ tinh dầu của hạt
của cây argan có vitamin E, là protein và keratin giúp cho dưỡng tóc quý vị, phục hồi là chức năng cụ tóc thật là tuyệt vời. Quý vị được tặng một bộ trị giá là 130 đồng, gồm dầu gội, dầu xả, tinh dầu cũng như là cái hộp ủ dầu nhớ vị nha. Một bộ như vậy là 130 đồng. Ngoài ra quý vị còn được tặng thêm một cái bịch cà phê, một cái bịch cà phê G20 cà phê sữa nhé vị. Một bịch cà phê này gồm có 20 gói. Ngoài ra còn được tặng thêm 5 miếng mặt nạ, là coi là 6 món rồi. Được tặng sữa rửa mặt và được tặng hand cream. Và được tặng thêm 50 đồng phiếu mua sâm. Và được tặng thêm một cái máy cắt khóm nha vị nha. Cái máy này để vô là có thể lấy một cái trái thơm, nó ruột trái thơm ra. Ngoài thì đó thì nếu quý vị mua 3 cái hộp Fucoden là 780 đồng, thì quý vị được tặng thêm một hộp Fucoden trị giá là 260 đồng. Có nghĩa là mua 3 hộp là 780 đồng, được tặng một hộp nữa Fucoden là 260 đồng, trị giá là 260 đồng. Chúng ta có 10 món quà khi chúng ta mua Fucoden, hoặc là quý vị mua xăm viên 2 hộp, một hộp như vậy có nghĩa là một set quý vị, một set là 3 hũ như vậy nha, một hũ là 60 viên. Xăm giúp cho quý vị là phục hồi lại chức phục hồi là sức khỏe nè, tăng hệ miễn dịch, sức đề kháng. Quý vị nào mà uống sử dụng như là đông trùng hạ thảo, nhân sâm hoặc là Fucoden, nó đều giúp cho quý vị là tăng cái sức khỏe, tăng hệ miễn dịch rất là tuyệt vời. Một ngày Thanh Thúy, mỗi ngày Thanh Thúy uống, sáng thức dậy là Thanh Thúy uống một cái viên đông trùng hạ thảo, một viên nhân sâm và một viên Fucoden. Bây giờ sức khỏe của Thanh Thúy tuyệt vời. Tại vì ngày xưa quý vị yếu, quý vị có bao giờ cảm giác là cái đầu mình hay bị chóng mặt, hay nhức đầu và hay mệt mỏi, là do gì? Là do mình sức khỏe mình yếu, cho nên mình hay có cái cảm giác mệt mỏi và hay chóng mặt và không có được khỏe mạnh lắm. Hello, xin chào 407. Hello. Hello. Dạ, con chào cô à. Dạ. Cô muốn hỏi ha, cái đông trùng hạ thảo đó, dạ, bán một chai gì là bao nhiêu vậy? Thấy trên đài quảng cáo á. Dạ, một chai là 200 đồng nha cô ơi. Một chai là 200 đồng mà cô được tặng ngày hôm nay là thêm 30 viên. Hộp 30 viên trị giá là 70 đồng. Nghĩa là thêm 10 viên nữa, tổng cộng hôm nay là cô được tặng 40 viên. 90 viên là 200 đồng, được tặng ngay là 40 viên luôn. Rồi sau đó là cô được tặng thêm một hộp dầu con tê giác, là công nghệ nano giảm nhức đầu sổ mũi mà mùi hương rất là thơm nữa, mà nhanh chóng, tự nhiên là công nghệ nano. Cô được tặng thêm một chai nghệ 90 viên và còn được tặng thêm một chai nghệ 90 viên cho chị cái này. Cô được tặng thêm một cái 5 miếng mặt nạ. Còn được tặng thêm một cái gói cà phê, một bịch cà phê có 20 bịch nhỏ trong đây, cà phê sữa rất là ngon à. Nó là theo công nghệ sấy lạnh đó cô, như những cái hạt cốm. Rồi sau đó mình được tặng thêm cái hand cream và sữa rửa mặt và được thêm một cái máy cắt khóm nha cô. Khoan, bây giờ khoan, để tôi đi lấy cái dưới, cho người nói, cho tôi dạ. Cô ơi, có được 8 món, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cái đông trùng hạ thảo nó uống cho cái bệnh gì vậy cô? Dạ, nó giúp cho cô tăng hệ miễn dịch, sức đề kháng và giúp cho cô ăn được, ngủ được và khỏe mạnh, bổ cho phổi, thận với gan. Còn cô thì phụ nữ thì bổ âm, đẹp da, cũng như là nó giúp cho cô về chậm cái thời kỳ mãn kinh đó cô. Nha cô nhé. Dạ. Dạ. Bây giờ đầu tiên là tặng cho ba bà cô ơi, bây giờ cô order không có gì, tụi con sẽ gọi lại cho cô. Bây giờ đầu tiên là đông trùng hạ thảo 40 viên, rồi một cái hộp dầu con tê giác nha, và một cái chai nghệ 90 viên, rồi 5 miếng mặt nạ, cà phê, sữa rửa mặt và cái hand cream kem dưỡng da tay và một cái máy cắt khóm nha cô. Là gồm có là 1 2 3 4 5 6 7 8 món. Cái máy cắt khóm. Máy cắt khóm đó cô à, 8 món nha. Dạ. Dạ, có 8 món. Có 8 món đó cô, tổng cộng 8 món là quá nhiều, từ nhà tài trợ nha cô à. Từ các nhà tài trợ họ trade quảng cáo cho chương trình đó cô à. Nha. 8 món là gồm 2 chai đông trùng hạ thảo luôn đó hả? Dạ đúng rồi, tổng cộng gồm các nghĩa không, cái một cái 2 chai đông trùng hạ thảo á là có tính là một thôi đó. 2 cũng được tại vì 2 hũ riêng mà. 2 hũ riêng nhưng mà dạ 9 món rồi. Dạ 9 món. Dạ 9 món là cô không phải 8 món nữa. Dạ. Cái gì nghệ nghệ đó là xài cho cái gì? Giúp cho cái đường ruột bao tử của mình nha cô. Đường ruột bao tử và giúp cho những cái nội thương được lành từ cái nội thương bên trong nha.
nha cô nha. Rồi. Để tôi hỏi lại ông xã tôi coi ổng có đồng ý thì tôi gọi tôi ở Florida rồi tôi gửi lại đó có tính tiền cước phí gì không? Cái tiền shipping thì bên bộ phận shipping sẽ gọi lại cho cô nha. Cái con không có rõ và nhưng mà nghĩa là cô chỉ gọi trong cái giờ một tiếng đồng hồ giờ vàng này cô mới được cái quà tặng như vậy thôi nha, trong giờ này thôi và sau giờ đó là không có được quà tặng cô à. Cảm ơn cô, để có gì tôi gọi lại liền ha. Rồi con cảm ơn cô nhiều. Và một lần nữa quý vị hãy gọi cho Thanh Thúy và Thái Nhật qua số điện thoại 1888 680 6689. Và kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi cũng xin hành giới thiệu về cái đông trùng hạ thảo đỏ. Phải nói là trong thời gian qua chúng tôi được rất nhiều sự thương yêu và ủng hộ của tất cả quý vị. Cái hộp đông trùng hạ thảo đỏ như thế này là được USDA chứng nhận là organic. Và trong đây quý vị thấy là có 90 viên. Và chúng ta mua ngày hôm nay thì sẽ được tặng tới 8 món quà và cũng như là một cái máy cắt khóm trong cái giờ live show này. Nhật nghĩ rằng là đây trong là một những cái sản phẩm mà bán chạy mà chúng tôi cũng hân hạnh giới thiệu đến với tất cả mọi người. Và đặc biệt hơn là chị Thúy hình như là có biết về cái nguồn gốc là như lúc nãy chị nói là được sản xuất rồi được rất nhiều những bằng chứng nhận bằng khen. Đúng về rồi. Cái đông trùng hạ thảo đỏ này. Quý vị có thể nhìn lên sản đây chúng tôi có cái bằng đó là State of California về cái sản phẩm của chúng tôi của FDA công nhận. Quý vị khi mà mua bất cứ sản phẩm nào, ủng hộ bất cứ sản phẩm nào, quý vị phải cần có license của sản phẩm đó. Cái đó là điều bắt buộc của ở Hoa Kỳ này. Cho nên nếu mà không thấy license, có rất là nhiều công ty không có license, cho nên cũng mình không có biết được. Quý vị đầu tiên quý vị phải cần có cái license nha quý vị nha. Và ngoài ra chúng tôi còn có cái license của State of California là cái công ty là một cái chứng nhận mà khó, khi mà xin bất cứ sản phẩm nào cũng khó xin, nhưng chúng tôi đã pass được rồi. Và đó với lại cái license mà được bán ra thị trường nữa chúng tôi cũng có, và có cái số number quý vị có thể là copy cái số number của chúng tôi để mà quý vị nghiên cứu trên Google thì trên Google nó thể hiện ra hết tất cả. Và ngoài ra sản phẩm của công ty của chúng tôi, quý vị hỏi là từ công ty nào, đó là của US Nutrilab, đó là công ty mà đầu tiên mà sản xuất đông trùng hạ thảo và bán đông trùng hạ thảo đầu tiên tại Hoa Kỳ. Hôm nay chúng tôi có special nữa. Và công ty của chúng tôi được người đại diện, một MC rất là uy tín và tài năng của cộng đồng của Việt Nam của mình, đó là MC chú Nguyễn Ngọc Ngạn. Khi nói về chú thì người ta thể hiện cái tấm lòng yêu thương và kính nể, kính trọng chú rất là nhiều. Thì hiện giờ chú là đại diện cho đông trùng hạ thảo của chúng tôi. Cho nên quý vị sử dụng, quý vị phải an tâm, phải đặt với niềm tin thì cái sức khỏe của quý vị và mới được là có kết quả tốt hơn. Cho nên là Thanh Thúy hiểu điều đó, công ty hiểu điều đó, cho nên công ty luôn làm sao cho quý vị mua sản phẩm, bỏ tiền ra mà quý vị thấy xứng đáng và thấy an tâm. Khi an tâm quý vị xách một cái viên, uống một cái viên mỗi buổi sáng, quý vị cũng cảm thấy là hài lòng đúng không ạ? Mới cảm thấy là mình mà không có phải lo lắng, càng lo lắng thì quý vị sẽ không có sức khỏe tốt nữa. Cho nên cứ sử dụng quý vị ơi, quý vị sẽ hoàn toàn an tâm bởi vì chúng tôi có cơ sở, chúng tôi có license, có cửa hàng. Cho nên đó là một hoàn toàn là 100% thật nhớ quý vị nha. Kính thưa quý vị, là bởi vì đó là chương trình tìm lại tuổi xuân mặc dầu đến với tất cả mọi người là khoảng 2 tháng nay, nhưng mà cái uy tính của International Home Shipping là được biết là cũng đã gần 10 năm qua, thì quý vị đã yêu mến chúng tôi trong thời gian rất dài như vậy. Bởi vì vậy, cái uy tín của đài và cũng như của Home Shipping thì chúng tôi muốn gửi đến về những sản phẩm có chất lượng. Cho nên quý vị cứ yên tâm về cái mặt chất lượng đó, chúng tôi lựa chọn những cái sản phẩm tốt mới gửi đến tất cả mọi người và bày bán trên đây. Mong rằng quý vị cũng sẽ luôn luôn ủng hộ cho đài. Và không có gì mà hay hơn nữa là quý vị có thể gọi vào ngay lúc này order để chúng ta nhận được những cái phần quà đặc biệt trong ngày hôm nay. Mình còn 15 phút nữa nha quý vị nha. Thì mình chỉ có, mình có cái quà tặng kế tiếp là cái máy cắt khớp. Hello, xin chào 714, Thanh Thúy xin chào. Alo cô Thúy em. Cô muốn hỏi, bác muốn hỏi là cái đông trùng hạ thảo đó của ai vậy? Dạ, của công ty US Nutrilab và của do đại diện của đài truyền hình SCT nha cô. Không phải là của ai sản xuất? Của Mỹ, của Mỹ cô à, của Hoa Kỳ. Cảm ơn cô. Dạ rồi, con cảm ơn cô nhiều. Cô chào cô. Mà không biết là đã thanh toán chưa ạ? Hello.
Hello. Dạ, cô đã có nhân viên gọi cho cô để thanh toán tiền rồi ship đi chưa? Rồi thì cô đưa hết rồi đó. Dạ, cô nhớ là cách đây là khoảng 1-2 ngày hả? 3 ngày rồi. 3 ngày. Tại vì cái hộp xanh cô order sau thì nó đã đến rồi. Dạ. Dạ thưa là bởi vì khi mà tụi con thanh toán xong tụi con ship đi trong ngày thì có thể là cái đường vận chuyển nó có gì trục trặc đó, thì cô đợi thêm một vài hôm nữa sẽ nhận được nha. Tại vì con thấy cái order sau mà nó lại đến sớm á, thành ra cô thì tụi em sẽ ghi lại số phone cô rồi sẽ check lại gửi cho cô nhé. Rồi, cảm ơn cô. Dạ. Xin chào 858. Xin chào 858. Hello. Xin chào 858. Dạ em chào chị. À, chị cho em hỏi hiện em có coi chị cái thuốc mà đông trùng hạ thảo chị? Dạ. Chị cho em hỏi cái thuốc mà lọ 30 viên chị bán nhiêu vậy? 30 viên bên em bán bây giờ là 60 đồng nha chị. Chị mua 2 hũ như vậy là 120, chị được tặng một cái hộp dầu con tê giác nha. À, còn hũ 60 viên. À, nó 2 hũ là 60 viên đó chị được tặng một cái hộp dầu con tê giác chị giá 60 đồng. Là có 6 chai trong đây, công nghệ nano nha. Nha chị. Em không hiểu chị. Có nghĩa là cái hộp mà đông trùng hạ thảo là một cái hộp gì, có bao nhiêu viên tất cả? Nghĩa là có nhiều, có hai loại, một cái hộp đông trùng hạ thảo 90 viên. Chị được tặng hôm nay chị mua một cái hộp 90 viên là 200 đồng. Chị được tặng mà liền là 40 viên, là một cái hộp 30 viên và một cái ở bên ngoài 10 viên nữa là 40 viên. Chị được tặng 40 viên, nghĩa là tổng cộng chị có là 130 viên, là giá 200 đồng. Còn nếu mà chị muốn mua 30 viên thôi, thì bên em đây tụi em cũng có giá special cho chị. Mua 2 lọ như vậy là tổng cộng là 60 viên. Chị được tặng một cái hộp dầu con tê giác 60 đồng, có 6 chai trong đó nha. Nha chị nha. Con tê giác là dầu gì, dầu gì chị? Dầu đây là công nghệ nano chị à. Dầu của công nghệ nano giúp cho mình cầm được máu và ngoài ra mình chống mặt sổ mũi nhức đầu, nó cũng nhanh đi lắm chị à. Nó giúp cho mình có một cái tinh dầu mà thư giãn thần kinh của mình đó, thì nó giúp cho mình là sổ mũi nhức đầu là khoảng chừng 5 phút là chị thấy là nó lành đó chị, nó thư giãn liền, nó có kết quả nhanh đó chị à. Dạ. Còn cái hộp mà màu đen mà plus á, màu đen mà đông trùng hạ thảo chị bán là 60 viên á, là bao nhiêu một hộp? Tụi em đâu có cái nào 60 viên đâu chị. À, có cái đông trùng hạ thảo Nhật mà ngày hôm nay chúng ta không có bày bán. Hôm nay không có bày bán ngày hôm nay. Tụi em bán cái đông trùng hạ thảo special made in USA của công ty US Nutrilab nha chị. Nha. Vậy không có bán của Nhật hả? Dạ không mà, tụi em hôm nay có bán cái đông trùng của Made in USA. Có bán Nhật nhưng mà không có cái promotion trong cái show này. Trong ngày hôm nay có thể là lần tới. Em chỉ hỏi của Nhật mà, của Nhật thì bao nhiêu, tại vì em muốn quen của Nhật rồi. Sau cái show này nhân viên thì sẽ gọi lại cho chị nhé. Số phone của chị đang hiện trên màn hình là 858 đúng không? 397-4181. Dạ tụi em có bán. Chị không có hả? Dạ có chị. Dạ có chị. Của Nhật thì giá nhiêu? Bên em sẽ gọi lại cho chị nha, bởi vì hiện giờ nó không có trong cái promotion ở đây. Bên em sẽ gọi lại cho chị các số điện thoại của chị. Khi nào mà có cái promotion của cái chai màu đen á, là gọi lại cho em nha. Ok chị. Rồi. Ok dạ, được chị nha. Em cảm ơn chị đã gọi cho em. Hiện giờ là của Mỹ hả? Dạ, của Made in USA của Mỹ mà cho chú MC Nguyễn Ngọc Ngạn đại diện đó chị. Dạ. Uống tốt lắm chị à. Cái hiệu ấy hả? Dạ tốt lắm mà. Nhưng mà 950 hả? Cái hiệu nó 950. 950 là loại thường. Hiện giờ chị muốn có kết quả nhanh hơn, chị sử dụng cái special này là có kết quả nhanh hơn, từ đó là công nghệ nano, nó mạnh hơn đó chị. Thì mình uống nó là lựa chọn những cái con đông trùng mạnh mà đột biến cái tốt nhất trong cái form đó để mà ra cái đông trùng special này nha chị nha. 90 viên và 200 đồng. Nha chị. Nếu mà ở nó chỉ khuyến mãi ngày hôm nay thôi hả? Ngày hôm nay đúng rồi chị ạ. Dạ. Dạ, chị có 8 phần quà trong ngày hôm nay đó. Vậy hả? Dạ. Có nghĩa là một cái hũ đó là 90 viên. Dạ đúng rồi, một hũ này là 90 viên. Dạ đúng rồi ạ. Dạ. Một hũ là 90 viên và chị được tặng thêm 40 viên. Là 200 đồng. 90 viên là chị uống thử đi, chị sẽ thích lắm.
chị, bà bữa giờ bà con gọi vô mà uống cái này họ chia sẻ họ mê lắm chị ơi, tự nhiên làm cho năng lượng sức khỏe chị nhiều mà chị uống đi. À, là em nghĩ chị có khoảng 30 mấy 40 thôi, uống xong da mặt của chị hồng hào và đẹp, chị thử đi rồi chị sẽ mê. Thì uống cái này 90 viên, em tặng cho chị một cái lọ 30 viên trị giá là 70 đồng và tặng thêm 10 viên bên ngoài nữa là tổng cộng là 40 viên, mà tặng cho chị với một cái hộp dầu con tê giác này nữa, là hầu như là mỗi nhà cũng cần nên có một cái hộp dầu này chị, nó cầm được máu kỳ diệu lắm và nó giúp cho mình thư giãn tinh thần, mình đỡ mà cái chống mặt sổ mùi nhức đầu, nó cũng giảm rất là tốt nữa, có kết quả rất là nhanh. Và ngoài ra còn được tặng thêm là nghệ, là nghệ organic nha chị, cho bao tử và những cái nội thương bên trong, và 5 miếng mặt nạ, hộp cà phê, sữa cà phê ngon lắm từ công nghệ sấy lạnh công nghệ mới. Và ngoài ra là tụi em mua xong rồi chị gửi về nhà hả? Đúng rồi, em sẽ gửi về nhà cho chị nha. Chị thử cái này đi, chị sẽ mê lắm. Dạ, Made in USA chị. Nhưng à, mà em đang uống của Nhật mà chị. Ừ, vậy thì thôi bên em sẽ gọi cho chị về cái của Nhật nha. Tự nhiên em muốn chị thử cái này coi như thế nào đó, chị thử chị sẽ thích lắm à. À, em nghĩ là nếu mà chị đã quen với của Nhật thì thôi chị cứ giữ với cái đó. Nhật đi, thì sau cái show này như em nói tụi em sẽ gọi lại để chị có thể mua cái loại của Nhật nha. Khi nào mà giữ số kho này cho em, khi nào có promotion gọi cho em nha. Dạ, okay, dạ chị, rồi em cảm ơn chị. Kính thưa quý vị, nếu quý vị nào mà có thích cái và cũng như là chịu sử dụng cái sản phẩm như đông trùng hạ thảo đỏ, nhưng được biết là cái sản phẩm này ngày hôm nay thì được rất nhiều người yêu mến, thì quý vị hãy nhanh tay gọi vào để order cái sản phẩm này, bởi vì trong ngày hôm nay chúng ta sẽ có cái promotion là được tặng tất cả mọi người là tới 8 món quà và cũng như là một cái máy cắt khớm. Mong rằng quý vị sẽ lúc nào cũng ủng hộ cho chúng tôi. Và thưa quý vị thì lúc nào thì Thanh Thúy cũng tìm các nhà tài trợ, tìm những cái món quà đặc biệt để gửi tặng cho quý vị. Thanh Thúy hiện giờ đang ấp ủ một cái sản phẩm của nhà tài trợ họ tặng cho chúng ta. Đó là, nhưng mà chưa có thì không có dám để giới thiệu cho quý vị. Đó là cái hộp mặt nạ từ bùn, hộp mặt nạ bùn đét từ lòng biển em ạ. Thì có thể anh kỹ thuật cho thấy hộp mặt nạ bùn đó. Và ngoài ra mình còn được tặng một cái bộ cỏ rất là dễ thương. Nhưng mà cái là chúng mình, quý vị có thể order nhưng mà chúng tôi chưa có thể có hàng ở đây nên chưa có dám quảng cáo nhiều. Hello, xin chào 714. Hello. Hello. Dạ em chào chị. Cô Thanh Thúy phải không? Dạ con là Thanh Thúy đây cô ơi. Dạ. Cái này show lên show bữa nay ngày mai bữa qua vậy? Dạ hôm nay cô à, đây là live show ngày hôm nay nha. Dạ. Thanh Thúy, con muốn mua cái hộp đông trùng hạ thảo màu đỏ đó. Dạ rồi. Con cảm ơn cô đã gọi cho chương trình của Thanh Thúy và Thái Nhật nha cô. Dạ, yeah, con ghi số điện thoại của cô. Rồi hôm nay cô biết móc phần quà của cô phải không? Cô có 8 phần quà nha. Ngày hôm nay là cô được 40 viên thêm nữa nè. Với lại là cô được thêm 7 món quà kế tiếp. Dầu con tê giác, nghệ, 5 cái miếng mặt nạ, cà phê, sữa, rửa mặt và cái kem dưỡng da tay và cái máy cắt khớm. Cô không có lấy mặt nạ đâu, đổi cái khác cho cô đi. Bây giờ bên con thì không có đổi cái gì được, bây giờ con chỉ làm theo luật của công ty. Có cần gì lát bên nữa, bên em, các em bán hàng sẽ gọi cho cô nha. Thì con thì không có dám làm cái gì hơn. Thì trên đài TV đó cô à, bên công ty đưa cái gì làm cái đó. Dạ. Rồi. Dạ, con cảm ơn cô nhiều. Thì hôm nay thì Nhật thấy có được tặng có 5 miếng mặt nạ nữa. Mà 5 miếng mặt nạ này là từ Hàn Quốc, thì Nhật thấy có nhiều loại lắm. Chẳng hạn như là từ chúng ta thấy trong đây là từ trứng nè, aloe vera, rồi với lại từ bạch hà ngọc trai, rồi từ muối biển vân vân, và cũng như là hộp mặt nạ có từ yến nữa. Thì cho nên đây hôm nay là cái món quà mà công ty chúng tôi dành tặng cho mọi người. Thường thường thì chúng ta ưa tặng những cái hộp mặt nạ màu đỏ, thì hôm nay muốn thay đổi tặng cho quý vị thử sử dụng cái sản phẩm này. Mặt nạ này cũng rất là tốt và sáng cho da. Dạ. Giới thiệu đến với mọi ngày quý vị nên sử dụng cùng một cái mặt nạ đắp vào buổi tối thì giúp cho là nó cung cấp cái độ ẩm để không có bị nhăn da quý vị. Ngoài ra thì Thanh Thúy có nãy có nói với vị là Thanh Thúy mới giờ xin mà được đồng ý rồi, bây giờ chỉ cần nhận hàng thôi. Hello, xin chào 317. Thanh Thúy xin chào. Hello, chào chị. Dạ em chào chị. Em có nói chuyện với chị mấy lần hồi lúc kia đó, em biết chị nha. Thanh Thúy. Dạ. Dạ em cảm ơn chị. Em hỏi chị cái hôm nay cái xăm gì đó, nghe chị quảng cáo chị nói có bán cái xăm đó sao đó chị.
Dạ sâm viên đó chị, một set như vậy là 3 hộp nha. Một hộp như vậy là 60 viên. Uống sâm nó phục hồi chức năng của cơ thể rất là tốt. Ai mà bệnh, một cái cơn bạo bệnh, uống sâm vô nó sẽ phục hồi lại cái sức khỏe của mình nhanh chóng. Ngoài ra cũng làm cho làn da đẹp đó chị, chống thâm, chống nám, chống đồi mồi nữa. Thì như vậy, một hộp như vậy là 125 đồng, gồm có 3 chai. Hôm nay chị mua 2 set như vậy là 6 chai. Thì chị được tặng một cái bộ dầu gội Argan Midas, gồm có dầu gội nè, dầu xả, tinh dầu dưỡng tóc, chị cần với lại cái hũ hấp dầu cho tóc đó chị. Là chị nha, là một cái tinh dầu mà rất là đắt tiền của thế giới. Thì như vậy một cái bộ như vậy là 130 đồng. Và chị được tặng thêm một cái hộp cà phê. Cà phê G20. Dạ. Nếu mà mình mua 2 hộp mới được tặng phải không chị? Dạ, đúng rồi chị. Mua 2 hộp mới được tặng, từ vì một hộp như vậy đó thì với phần quà của tụi em quá nhiều, không có đủ mà chi phí trang trải, cho nên là phải bán 2 hộp. Phải mua 2 hộp. Rồi em 2 hộp, em ghi số điện thoại 2 hộp xăm nha, 2 set. Bây giờ em hỏi chị cái đông trùng hạ thảo thì cái đó cũng hay lắm hả chị? Hay lắm chị ơi, chị sử dụng đi, tụi em có được quyền return nha. Chị không thích, 2 tuần lại chị giữ cái hộp cho tụi em rồi return lại cho tụi em. Tụi em refund cho chị 100% tiền nha, không có phải lo. Chị uống đi rồi chị sẽ uống hoài và còn giới thiệu cho bạn bè nữa. Hôm nay tặng cho chị thêm 10 viên nữa để chị giới thiệu cho bạn bè, để chị không có lấy cái từ cái viên của mình ra mà tặng cho bạn bè để giúp ích cho họ thôi. Thì một giờ chị được tặng 40 viên cho ngày hôm nay là chị giá cũng gần 100 đồng rồi đó. Dạ. Dạ, vậy em lấy cái đông trùng hạ thảo để em uống, em dùng thử nha chị. Dạ, đông trùng hạ thảo luôn. Chị phải trả tiền nha, còn trong 2 tuần lễ chị có thể, chị sử dụng không thích đó, chị có thể trả lại nha. Dạ, rồi. Dạ, chị Thanh Thúy, dạ, cho em lấy rồi, cái phần đông trùng hạ thảo. Rồi, đi chị. Dạ, cố gắng giữ mấy cái phần quà cũng như là giữ cái hộp lại. Chị không uống thì chị trả lại, nhưng mà em tin là chị sẽ thích lắm. Thì vậy Thanh Thúy thấy chị cũng chăm sóc sức khỏe mình á, sâm này chị cũng mua, thì Thanh Thúy nghĩ là chị sẽ thích lắm. Dạ, đúng. Dạ. Dạ, em lấy cái một cái phần đông trùng hạ thảo 90 viên em dùng thử. Rồi, được. Rồi. Chị có lấy xăm không? Dạ, một hộp. Dạ, không, chị. Rồi, lấy xăm. Tại em có còn nhiều thuốc quá, bây giờ em lấy rồi. Thử cái đông trùng hạ thảo em dùng thử thôi chứ chị. Dạ, được chị. Chị dùng thiệt, có dùng thử cái gì? Chị dùng thiệt thôi, chị sẽ thích lắm á chị nha. Rồi, em cảm ơn chị. Rồi có người gọi cho chị. Hello, xin chào 657. Dạ, 8 món với thêm. Dạ, em chào chị. Dạ, em chào chị. Dạ. Để em chào cô đó, tôi mới hỏi thăm cái ông trùng hạ thảo đó. Dạ. Hôm hình như có nghe nói là chị tiểu đêm đúng không cô? Dạ, giúp tiểu đêm tốt lắm cô ơi. Các cô chú gọi vào khen nhiều lắm. Hồi nãy cô có nghe cái một cái lời khán giả chia sẻ là cô tiểu 4 lần mỗi ngày, mỗi đêm. Mà bây giờ cô tiểu có 1 lần mỗi đêm thôi hả? Nha cô. Dạ. Dạ. Như vậy sử dụng. Như vậy là rồi tôi mua phần đó. Dạ rồi. Đó, dạ rồi, bên con sẽ gọi lại cho cô liền nha. Rồi, con cảm ơn cô nhiều. Bên con sẽ gọi lại cho cô nha. Dạ, rồi con đi order. Con order rồi. Thanh Thúy sẽ tiếp tục gọi cho quý vị. Sau khi mà Thanh Thúy kết thúc cái chương trình này thì tiếp tục gọi cho quý vị trong vòng 5 phút nha. Và Thanh Thúy chúc quý vị một ngày thật là vui vẻ và bình an. Xin hẹn gặp lại quý vị. Gặp lại vào ngày mai vào lúc 4 giờ. Dù ai đi ngược về xuôi cũng phải ghé qua chợ Tam Biên với các món ăn thuần Việt ngon tươi mỗi ngày. Hai địa điểm dễ nhớ trên đường Bô Sa và Rockhurst on sale mỗi ngày. Hãy liên lạc ngay 714-548-4993 hoặc 714-636-2222. On sale, lòng dòi 6 đồng 50, nay còn 5 đồng 99, chả chiên 5 đồng 25, nay còn 4 đồng 50, chả cá sống 1 bao 8 đồng 50, nay còn 7 đồng 50. Từ ngày 10 tháng 7 cho đến ngày 23 tháng 7, nhanh lên bà con ơi.